Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội cùng với những tin tức quốc tế mới nhất đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị, trận lũ lụt ở các tỉnh Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và các tỉnh và khu vực khác của Trung Quốc phải gánh chịu từ hơn một tuần nay. Trong đó, Hồ Nam và Quảng Đông phải hứng chịu những thiệt hại rất nghiêm trọng. Kể từ hôm thứ Tư tuần trước, cơn bão nhiệt đới nghiêm trọng số 2 đã đổ bộ vào Phúc Kiến. Do cơn bão số 2 không có tâm bão rõ ràng và cấu trúc của nó chưa hoàn chỉnh, bão có phạm vi ảnh hưởng rộng và thời gian bão kéo dài. Sau khi đổ bộ, mưa lớn liên tục đổ xuống trên một khu vực rộng lớn của miền Nam Trung Quốc, khiến nhiều tỉnh như Quảng Đông, Hồ Nam, Phúc Kiến hứng chịu thiệt hại lũ lụt nghiêm trọng, khiến nhiều người thương vong. Trong số đó, phía Bắc Quảng Đông và Sâm Châu ở Hồ Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Một số đoạn ở thành phố Lạc Dương của tuyến đường sắt Bắc Kinh-Quảng Châu đã bị hư hại do lũ lụt và buộc phải tạm dừng hoạt động. Một lượng lớn hành khách bị mắc kẹt ở Quảng Châu và một số chuyến tàu đã được chuyển hướng sang tuyến đường sắt Bắc Kinh-Cửu Long. Phía Bắc tỉnh Quảng Đông là một trong những khu vực bị lũ lụt ảnh hưởng nặng nề nhất. Mực nước sông Ngô Giang dâng cao, hơn 100 ngôi làng bị ngập lụt, hàng trăm nghìn người mất nhà cửa, một số vùng trũng thấp bị ngập úng. Nhiều nhà dân bị lũ cuốn trôi, hơn 50% khu vực đô thị của Thiều Quan bị ngập lụt. Điện và nước của thành phố bị cắt, xe cứu hỏa phải cung cấp nước và người dân xếp hàng lấy nước. Hơn 100.000 người dân bị mắc kẹt trong nhà của họ và một số người dân bị mắc kẹt 48 giờ. Khu đô thị thành phố Lạc Dương cũng bị ngập lụt, chỗ sâu nhất hơn 6 mét, đường phố chìm trong biển nước. Ngoài ra, hai bên bờ sông Ngô Giang và các huyện Ngô Giang, Trấn Giang, Khúc Giang cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các nhà chức trách đã hạn chế đưa tin. Các đài truyền hình Hồng Kông đã bị cắt khi đưa tin về lũ lụt ở phía Bắc Quảng Đông. Cư dân địa phương có tin đồn rằng một số ngôi làng bị phá hủy đã bị cấm các phương tiện truyền thông quay phim. Sâm Châu và Hành Dương ở Hồ Nam cũng bị ảnh hưởng lũ lụt nặng nề nhất. Bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 2, những cơn mưa xối xả liên tục đổ xuống phía nam tỉnh Hồ Nam gây ra lũ quét. Mực nước sông dâng cao, sông Tương Giang hứng chịu trận lũ lớn kể từ năm 1994, giao thông và liên lạc bị gián đoạn, hơn 100.000 người bị lũ lụt bao vây và nhiều người bị thiệt mạng. Sau lũ lụt, các sĩ quan và binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân và Cảnh sát vũ trang đóng quân trong khu vực đã ra tiền tuyến để giải cứu người dân và một số người dân cũng tự lái thuyền để giải cứu những người bị mắc kẹt. Thủ tướng Lý Khắc Cường và Quốc vụ viện đã đến Hồ Nam, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất để điều tra công tác cứu trợ lũ lụt, thăm hỏi những người dân và thu xếp công việc tái thiết sau thiên tai. Sau khi lũ rút, Bộ phận Y tế và Phòng dịch đã tiến hành công tác khử trùng tại khu vực ngập lụt để ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh. Nhiều cơ quan, xí nghiệp, tổ chức đã tổ chức cho cán bộ, công nhân viên quyên góp tiền, vật chất cho vùng bị lũ lụt. Hoạt động quyên góp này là nhiệm vụ chính trị của lãnh đạo. Vì mục đích thực hiện chính trị nên các hoạt động này thường có biện pháp bán bắt buộc. Trận lũ lụt đã gây ra những thiệt hại nặng nề cho các tỉnh như tại Quảng Đông có 7,41 triệu người bị ảnh hưởng, 106 người chết và 77 người mất tích. Theo báo cáo từ người dân địa phương ở Lạc Dương, số người chết thực tế chỉ riêng ở Lạc Dương đã vượt quá 3.000. Sau khi lũ rút, nhiều ngôi làng đã bị san bằng, khắp nơi có thể nhìn thấy thi thể của các nạn nhân. Tại Hồ Nam, theo số liệu công bố hôm vừa qua, tại 6 thành phố và 33 huyện trong tỉnh có 7,29 triệu người bị ảnh hưởng, hơn 800.000 người phải sơ tán trong lũ, có thời điểm hơn 120.000 người trên toàn tỉnh bị lũ bao vây, 346 người chết và 89 người mất tích. Trong đó, thành phố Tử Hưng, Sâm Châu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của lũ lụt, 197 người chết và 69 người mất tích. Kính thưa quý vị và các bạn, hai trận động đất mạnh 7,3 và 7,4 độ Richter xảy ra tại huyện Long Lăng, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào lúc 20 giờ 23 phút và 22 giờ theo giờ địa phương vào ngày 20 tháng 5 vừa qua. Trận động đất là trận động đất bầy đàn với tần suất cao, cường độ lớn, thời gian kéo dài, thường xuyên có tiền chấn và dư chấn phong phú. Long Lăng nằm ở giao điểm của đứt gãy Long Lăng, Thụy Lệ, đứt gãy Nu Giang và đứt gãy Đằng Sung. Trận động đất được tạo ra bởi hoạt động kiến tạo liên hợp của đứt gãy Nu Giang và đứt gãy Đằng Su khi đi qua lưu vực Trần An. Tâm chấn của trận động đất lớn đầu tiên nằm ở khu vực Triều Dương và Bình Đại ở phía đông nam của huyện Long Lăng với cường độ 7,3 độ Richter và độ sâu tiêu cự 24 km.
1 giờ 37 phút, trận động đất lớn thứ 2 xảy ra, tâm chấn nằm ở khu vực Trấn An và Kim Trúc Bình của huyện Long Lăng, độ sâu tiêu cực là 21 km, cường độ 7,4 độ Richter. 25 phút trước trận động đất lớn đầu tiên có cường độ 7,3 độ Richter, hai cơn chấn động mạnh 5,2 độ Richter đã xảy ra. Từ trận động đất đến ngày nay, tổng cộng có 10.684 cơn dư chấn xảy ra, với trận dư chấn lớn nhất 6,6 độ Richter ở Đằng Sung, Tuấn Điền 3 ngày sau đó. Sau trận động đất, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện đã gửi điện chia buồn và cử đoàn đại biểu cấp Trung ương do Phó Thủ tướng Hồ Xuân Hoa của Quốc vụ viện cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc vụ viện dẫn đầu. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thứ trưởng Bộ Tài chính đến tỉnh Vân Nam và tổ chức một buổi gặp mặt chia buồn tại sân vận động Mangsi. Bộ phận thương mại của tỉnh Vân Nam đã phân bổ hơn 2.400 tấn vật tư và hàng nghìn đơn vị trên khắp đất nước đã quyên góp được một số lượng lớn vật tư. Bắc Kinh, Thượng Hải và Quân đội Giải phóng Nhân dân đã cử 14 đội y tế đến vùng thiên tai. Trận động đất đã khiến 9 huyện thuộc tỉnh Đức Hồng, khu vực Bảo Sơn và khu vực Lâm Thương bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Tổng cộng 420.000 ngôi nhà bị hư hại, 127 hồ chứa vừa và nhỏ, 620 km đường giao thông, 400.000 ha đất nông nghiệp và 5,73 triệu tấn nguyên liệu ngũ cốc bị thất thoát, 98 người thiệt mạng, 451 người bị thương nặng và 1.991 người bị thương nhẹ, thiệt hại hơn 45 triệu nhân dân tệ. Thưa quý vị, trận động đất ở núi Côn Lôn và trận động đất Hyeongsin cũng xảy ra tại ngã ba của khu tự trị Tân Cương tỉnh Thanh Hải và khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lúc 17 giờ 26 phút hôm vừa qua. Động đất ở phía tây đèo Côn Lôn, trận động đất có cường độ mạnh 8,2 độ Richter, độ sâu tiêu cự khoảng 10 km và cường độ tối đa là 9 độ. Trận động đất này cũng là trận động đất lớn nhất tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa kể từ trận động đất Assam Tây Tạng năm 1950 xảy ra hơn 80 năm trước. Trận động đất xảy ra ở khu vực có khả năng giám sát địa chấn thấp và không tìm thấy dị thường báo trước nổi bật nào trước trận động đất và không có kết quả nghiên cứu tiếp theo nào về nghiên cứu dị thường báo trước động đất. Sau trận động đất không có ghi chép nào về các trận động đất trên 6 độ Richter ở tâm chấn của trận động đất này và các khu vực lân cận có trục 600 km và trục ngắn 200 km của đới đứt gãy Tây Bắc Côn Lôn đi qua trung tâm của vùng trống. Khoảng trống quy mô lớn dài hạn được bao quanh bởi các trận động đất tương đối lớn dọc theo đới đứt gãy được gọi là khoảng trống nền, tương tự như khoảng trống trước trận động đất Assam Tây Tạng năm 1950. Trên thực tế, trước trận động đất, Cục Địa chấn tỉnh Thanh Hải đã cung cấp một khu vực trống nền nằm trong khoảng từ 88 độ đến 96 độ Kinh Đông và 34 độ đến 38 độ Vĩ Bắc. Cục cũng chỉ ra rằng vào tháng 2, trận động đất 5,4 độ Richter ở Tú Câu bên trong khu vực trống có thể cho thấy khu vực trống đang trở nên trưởng thành và đó là một trận động đất báo hiệu trước trận động đất lớn này. Theo một số nghiên cứu, từ cuối năm 1996 đến tháng 5 năm 2023, các trận động đất bầy đàn ở khu vực Thanh Hải đặc biệt nổi bật và tần suất hoạt động bầy đàn động đất hàng năm cao hơn mức lịch sử kể từ năm 1980. Tổng cộng có 50 cơn động đất xảy ra trong giai đoạn này và 25 trong số đó là cơn động đất báo trước theo tính toán tham số. Các bầy động đất báo trước này chủ yếu phân bố ở lưu vực Khoan Dam liền kề với tâm chấn của trận động đất này và gần đứt gãy Đông Côn Lôn. Đây có thể là phản ứng báo trước của sự tích tụ và giải phóng ứng suất tại nhiều điểm trong quá trình diễn biến của trận động đất này. Ngoài ra, mặc dù quy mô của trận động đất lớn và phạm vi ảnh hưởng rộng, nhưng không có sự bất thường về xu hướng ngắn hạn rõ ràng trong chất lỏng dưới lòng đất trước trận động đất và có rất ít điểm quan sát. Các điểm quan sát ở tỉnh Thanh Hải hầu hết tập trung ở phía đông và chỉ có trạm Lumut là gần tâm chấn của trận động đất này hơn. Do sự phân bố không đồng đều của các trạm, rất khó để trích xuất các dị thường địa chấn từ các đặc điểm biến đổi của các điểm nước trong nhóm. Theo kinh nghiệm tích lũy trong quá khứ, khoảng cách tâm chấn càng gần điểm quan sát thì dị thường xuất hiện càng sớm. Tuy nhiên, đánh giá từ sự thay đổi tổng thể của radon trong nước ở trạm Goldmut không có sự bất thường ngắn hạn hoặc ngắn hạn rõ ràng nào. Mặc dù vào ngày trước hôm đó, giá trị radon tăng đột ngột, đặc biệt là từ giá trị thấp 32,3 BQL lên 34,6 BQL chỉ trong một ngày sau đó động đất xảy ra. Tuy nhiên, quá trình biến đổi này không lớn so với biến đổi trong điều kiện bình thường của trạm nên khó có thể đánh giá là dị thường động đất. Có thể nói, trận động đất này có những điểm dị thường đặc biệt của nó. Vậy, trận động đất phía Tây đèo Côn Lôn chủ yếu bao gồm từ Tây Bắc đến đứt gãy do động đất chính trượt ngang bên dưới, đứt gãy do động đất nhánh xoắn có xu hướng NEE, phình động đất và sự kết hợp thường xuyên của dạn nứt quang xoắn.
Ở phía tây của đường cao tốc Thanh Hải - Tây Tạng, các dãy nhỏ trên vùng đồng bằng ngập lũ, lòng sông và sườn đồi của sông và sông đã bị dịch chuyển sang trái từ 2,6 đến 4,8 m do lỗi động đất và các đập nhân tạo đã bị dịch chuyển sang trái 3,2 m. Ở phía đông của đường cao tốc Thanh Hải - Tây Tạng, cáp quang và đường dẫn vào công trình đường sắt đã bị dịch chuyển 3,5 m về phía bên trái do đứt gãy động đất, đồng thời thêm sông và vùng ngập lũ lần lượt lệch về bên trái 4,3 m và 3 m. Sự xuất hiện không gian, chế độ thiệt hại và các nguy cơ kỹ thuật của đứt gãy động đất có liên quan chặt chẽ với các điều kiện địa chất về bề mặt, thành phần cấu trúc đất đá và tính chất cơ học của các cơ sở công trình. Trận động đất được cảm nhận ở khu tự trị Tân Cương, khu tự trị Tây Tạng, tỉnh Thanh Hải, tỉnh Tứ Xuyên và một số phần của tỉnh Cam Túc. Một số dư chấn đã làm sập một số ngôi nhà trong khu vực động đất chính ở Thanh Hải. Đường cao tốc Thanh Hải - Tây Tạng của quốc lộ 109 bị vỡ ở nhiều nơi. Một vết nứt lớn xuất hiện ở dãy núi Côn Lôn và đoạn kia là của đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng nằm dưới xây dựng tại thời điểm đó đã bị hư hỏng. Nhà của những người xây dựng đường hầm núi Côn Lôn trên tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng về cơ bản đã bị sập, hầu hết các đơn vị thi công đều bị nứt nhà. Tại nhà ga này, nhà và tường bị sập, thiết bị bị đập phá. May mắn thay, khi trận động đất xảy ra, hầu hết các công nhân xây dựng đang làm việc tại hiện trường và không có thương vong nào trong số 10.000 công nhân xây dựng tuyến đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng. Vì lý do an toàn, trụ sở xây dựng đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng đã quyết định tạm thời đình chỉ việc xây dựng đường hầm và các hoạt động trên cao. Vào buổi chiều ngày xảy ra trận động đất, công ty viễn thông Tây Tạng đã đưa ra thông báo cho biết tuyến cáp quang La Sila đã có 2 lần ngừng hoạt động, nằm ở khu vực Gangcha, tỉnh Hải Bắc và Nachitai, phía Võ Đạo Lương ở tỉnh Thanh Hải. Trong số đó, đoạn Gangcha, tỉnh Hải Bắc đã được sửa chữa vào lúc 20 giờ 13 phút tối hôm đó, sau hơn 30 giờ gián đoạn. Công việc sửa chữa vết nứt Nachitai phía Võ Đạo Lương cuối cùng đã hoàn thành sau khi Cục Viễn thông tỉnh Thanh Hải tiến hành sửa chữa toàn diện. Do vết đứt gãy nằm trong khu vực đóng băng vĩnh cửu nên công tác sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những thông tin cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh tin mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.